Con kính thưa thầy, cho con xin hỏi thầy Quan Hỷ đáp dùm cho chúng con đặng rõ để học. Con người ở cõi trần, ai con người ở cõi trần không tu thì khi bỏ pháp phải đi tái sanh theo nghiệp. Còn con người được tu hành, được đến nơi đến chốn thành công, các vị đó được ở đâu? Thì ở chỗ thanh thản an lạc như tự chứ ở đâu con? Con biết cái chỗ đó quá rồi, bây giờ còn gì hỏi thầy. Chứ ở chỗ nào nữa? Vì hồi đó giờ cứ khi nào mình tu hành thì nó có được ai rước mình đem đến chỗ nào? Bây giờ ai rước mình được? Thì thầy dạy con giữ được cái tâm chỗ đó nó không tham sân si á, thì con chế con ở chỗ đó. Bây giờ không ai rước con cũng ở đó nữa. Con chờ mà thầy hướng dẫn nữa thôi, thì sáng cái chuyện đó không có. Con xin thầy vui lòng. Còn mỗi bữa ăn chúng con cúng niệm mười phương Phật, mười phương Phật đó ở cõi nào? Ở trong hành tinh này hay là cao hơn nữa? Không có ở cao mà con không à. Ở trong cái lòng cung kính của con tưởng nhớ đến chư Phật. Nói mười phương chứ gì, thật ra là cung kính Phật ở tại nơi an ổn thanh tạng an lạc vô sự của con. Cái lòng đây là cái chỗ mà con cúng, khi mà con xin bữa ăn về con tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ của mình, ông tổ tiên cha mẹ của mình mới có mình, công ơn Phật mình mới có pháp tu. Mình nhớ bữa ăn này mình sống, mình nhớ mình hai tháng mình lo tu, có cái ngũ định tâm quán đấy không? Có cái năm pháp quán về ăn đó không? Vậy nó rõ ràng coi cứ mù mờ không biết ở chỗ cõi nào. Như vậy là con còn chưa biết, tôi đã thầy mà chưa biết mình ở chỗ nào. Thầy đã giảng ngay cái chân lý điều kiện để cho mấy con giác ngộ, nó là cái chân lý giải thoát, là cái diệt đế đó, để cho mình nắm, cho hiểu được cái chỗ đó, để mình hộ trì và bảo vệ chỗ đó. Khi chết mình sẽ về đó, không có về chỗ nào nữa. Không có ai, không có Phật nào mà rước mình hết. Bây giờ mà mình hết, chưa hết tham si thì ổng không dám rước về cõi của ổng đâu. Mà mình hết tham si rồi, bây giờ nó ở chỗ thanh thản, giờ ổng có mời mình đi mình cũng không đi nữa. Tôi ở chỗ này là tôi thanh thản rồi, tôi không có đi cái chỗ mấy ông đâu, biết chừng mấy ông gõ mỏ tụng kinh nó làm tôi còn chướng nữa. Lên đó ngõ ré niệm Phật không là chắc là tôi cũng mệt tôi rồi. Ở đây thanh thản không sướng hơn cái cõi của mấy ông sao, cho nên không có cần rước đâu. Còn cái vấn đề mà ở cái cõi nào cao hơn này kia không có có đâu. Không có có, bởi vì con người là duy nhất thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nghĩa là con người là duy nhất, không có còn ai hơn cái con người nữa. Con người mình nó chế tác mà. Nó chế tác là Ngọc Hoàng Thượng Đế, nó chế tác là những cái thế giới siêu hình cao hơn nó. Nó nghĩ rằng nó còn thấp cho nên nó chế ra, chứ thì thật là nó là đệ nhất chứ không ai người ta. Con xin hỏi thầy cái rừng xa rầy, sao con nghe thầy mỗi lát lâu lâu thầy kêu trời đất ơi, mận này giờ có sao không được thầy? Trời đất ơi là cái tiếng con nghe nó thâu rồi. Trời đất ơi có nghĩa là cái tiếng nói như vậy chứ không có trời đất. Có đất có trời mà đất trời không phải có âm. Còn hiểu không? Thầy thấy thầy già, có lúc thấy thầy trẻ. Ngộ à. Có lúc thầy thấy già thế già, còn có lúc thì sao mà trẻ khô. Con thấy vậy nè. Lúc tại sao là hai cái mắt nó có lúc nghĩ nó sâu thì mà có lúc là thứ thành nó mút ra, mút ra như thế vậy. À mấy con không có nhận ra được cái điều đó. Đúng là mắt phàm của mấy con đâu có nhận ra được cái điều đó. Cái cơ thể của thầy nó dễ cái sự mà thay đổi là do cái sự mà điều khiển của thầy mà. Điều khiển của thầy. Cho nên nếu mà thầy không có điều khiển á thì chắc chắn là thầy không có điều khiển cơ thể của thầy, nó sẽ bị diệt mau á. Vì thầy làm việc quá nhiều, cái sức làm việc gấp đôi ba người là thầy làm việc rất nhiều. Cho nên thầy điều khiển khi mà thấy nó quá mệt nhọc, điều khiển nó khỏe. Cho nên vì vậy mà nhiều khi mà thầy điều khiển bỗng nhiên mấy con gặp lúc mà thầy đang phục cái sức của thầy, thấy sao mà mắt thầy nó không có sâu nữa. Nó thì đó là cái sự điều khiển ở trong cái tỉnh thức để an trú, để an trú. Thầy như con có mắt như con muốn hỏi là khi mà như thầy là tôi đã có thứ hạnh phúc là khi có dịp đi tốt rồi, cầm cái đôi mắt của thầy nó bây giờ nó mờ, có thể
À, nói chung là nó bây giờ nó mờ là tại vì cái thân tứ đại của mình phục hồi để mình duy trì cái sự sống, chứ không phải phục hồi cái tật của nó được. Mình nên nhớ cái tật của nó được, không có được. À, bây giờ thí dụ như thầy giữ được cái đôi mắt của thầy mà tới bây giờ mà thầy vẫn mang một cái kiến như thế này, chứ còn người ta phải thay đổi nhiều từ loại kiến. Không biết mà thầy giữ gì nữa. Bây giờ cái đôi mắt của thầy là giữ cái kiến từ nào bây giờ thầy giữ nó, cho nên thay đổi gì thay đổi cái kiến của thầy vẫn cái độ nó không thay đổi. Đó mà nếu mà thay đổi thì nếu người ta thay đổi kiến, người ta lên tăng độ hoài, nó không có cái tuổi già này nó về cái sức mà thị giác của nó càng lúc nó càng ém. Em chưa đến khi mà cuối cùng nó quá là nó mới tỏ mà, nhưng mà cũng phải mang tiếng thấy chứ, còn nó phải quá là mình thấy là không phải đâu, cái sức của nó. Nhưng mà thầy giữ cái độ của thầy để mà sử dụng chữ nhìn nó với một cái kiến, bởi vì cái này là coi như là từ nhỏ chí lớn đó, thì mà thầy đến học và cuối cùng mà trong khoảng hai mấy tuổi thì con mắt thầy nó mờ rồi. Nói chung là bị mình sử dụng, mình học nhiều quá nó mờ mắt. Do đó từ đó mà thầy giữ được cái độ kiến của thầy, mà từ ngày đó tới giờ mới con thấy thầy mang cái kiến cứ cái độ này. Thầy coi như là cái gọng cao su này, cái này kia đoạn vậy đó, mà bây giờ cái gọng này là thay đổi, còn cái kiến này nó mài lại nhỏ để cho nó gọn một chút, chứ nó kia hồi đó cái kiến bự nè, lớn. Cho nên vì vậy mà thầy cứ giữ cái độ. Hôm đó từ Quang đi đo cũng lấy cái kiến của thầy đo cái độ y vậy thôi, chứ không có gì khác. Thầy Quang hôm đó đưa thầy xuống Củ Chi để thay độ, thì vô coi rồi thì cái kiến của thầy cũng độ như vậy thôi, không có gì. Vừa rồi thì mặt hạnh cũng đem ra quải, thầy nói đem ra quải thôi lấy cái gọng này nè, thay đổi cái gọng kia giùm thầy đem cái kiến này ra mà, chứ còn không có thay đổi cái kiến mới này. Cho nên cũng vẫn còn cái kiến cũ y như thường. Có cái kiến cũ mà không thì đưa con đó. Đó cái độ nó y như vậy đó. Không thay đổi.